Hello, chào các bác quay trở lại với shop Bảo Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2,5 cân các bác nhá, khoảng 2,5 cân đến 2,6 cân. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây cho em này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhá. Đấy, đây. Kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong này. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này, nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Cái sen to này các bác nhá, sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88, nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lưỡi cài như này các bác nhá, có cái lưỡi cài như này. Và các bác có thể thả lên thả xuống này. Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được người 1m8, 2m tắm rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá, giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này 1.350.000. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ, cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200.000. Đấy, cọc trước 200.000 thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300.000. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã sen cây nhá. Hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu cái chỉ có cái đầu cái ấy này thôi. Đầu cái vòi cái bát sen này thôi. Cái bát sen này nó rất là mỏng cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào cho nên nó mới bắt nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn. Không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mẫu vòi của thằng con này thì bên em lên cho các bác đó là các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm vào đây, đắp vòi sen tắm vào đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1,1 cân các bác nhá. 1,1 cân này. Các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450.000. Đấy, 450.000 cho một con củ nóng lạnh này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này giá không dưới 800 đến 1 triệu nhá, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhá. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhá. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu rửa bát thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo. Vòi lavabo, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000.
Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây, một đường nóng. Một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây hai đường nước này, kết nối đều bằng đồng hết này. Đây, qua theo. Đấy, các cái phần chân kết nối của nó là bằng đồng đỏ ao hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá, vòi lavabo. La vòi lavabo. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k nhá. 430k cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân mốt, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video cho em. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con lòi vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngoắt nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá. Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop Phạm Huấn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá. Vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy, thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện chiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, thế nên là các bác có thể ngoắt nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo, vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái jack kết nối như này. Có cái jack kết nối như này các bác này. Đây. Đấy, con này jack kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn, còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có jack kết nối như này và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây cho em. Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu và chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Cũng 300 à. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt. Con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy.
Các bác lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá, vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Vòi tròn này. Rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320.000 nhá. 320.000 cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viết đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối, con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giữ các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy, thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá, vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông, thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350.000 các bác nhá. Đấy. Đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó. Con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy. Hai con. Một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350. Tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn. Những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhá. Đều 5-700 hết. Chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen, còn một con là vòi cứng. Đấy. Vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước, thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả. Thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy. Thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây. Đấy, bên em sẽ có hai cái dòng như này. Thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy. Con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu, van xả một đầu nhá. Đấy. Con van xả một đầu này thì sẽ là 55.000. Các bác lên cho em là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Giá của nó sẽ là 55.000 các bác nhá. 55.000 cho một con van xả một đầu như này. 55.000 các bác nhá. Hàng inox 304M không bắt nam châm. Đó. Có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu. Con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã tiếp theo là van xả hai đầu. Trước tên con này tên của nó sẽ là van đỏ, nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó. Thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì các bác lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000. Đó, thì tùy theo. Các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được, giá nó lệch nhau 20.000. Đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu. Giá sẽ là 75.000. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000. Và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả thôi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh thôi nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5, và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa. Có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần
kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy, kết nối vào đầu vòi như này cho em. Đó, kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy, cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt nam châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài và chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó, có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá, có kèm giá đỡ như này. Đấy, và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá, có cả kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không rỉ luôn. Đấy, ốc ni lông luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp, cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy. Nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn. Đóng ngắt trên tay như này nhá. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó, và có cánh quạt cay quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quạt tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp, giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Không có giá đỡ nhá. Cái này là không có giá đỡ các bác nhá. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy. Sen quạt tăng áp 100k, không có giá đỡ các bác nhá. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen, các bác lên mã giúp cho em con này nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này. Và có cho các bác là các cái đầu cao su như này, để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su, giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy, sen cao su. Giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá. Và không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Không có giá đỡ. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng của nhá. Đó. Hàng về số lượng. Đầu tiên lên cho bác đó là cái bút thử điện nhá. Bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các bác nhá. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy các bác trông thấy không? Vò cho vào nước thoải mái luôn nhá. Cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy, các bác rất là ngon luôn nhá. Đấy,
đấy, thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng qua đây đấy. Bác thấy không, nước thì nó dẫn điện mà, đó, rất là ngon lành luôn. Đây giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một con bút thông mạch như này nhá, bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn, 30k trong chiếc như này. Lên mã giúp cho là bút thông mạch nhá, giá của nó sẽ là 30.000. Các bác nào lấy từ hai cái trở lên thì giá sẽ là 50k. Đó, lên cho là bút thông mạch này, bút thông mạch nhá, đó, bút thông mạch giá của nó sẽ là 30k trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy hai cái thì sẽ là 50k nhá. Hai cái thì sẽ là 50.000 cho hai chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên tiền là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tarogen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá. Đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này. Mũi to nhất là 4 đến 32 này, mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này. Và ba mũi tarogen cho các bác nhá. Ba mũi tarogen như này. Đó, thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá. 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Unica Japan thôi nhá. Unica Japan. Giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Đây. Cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn. Bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là bộ lục giác này. Hàng của nội địa Nhật này. Hàng của thương hiệu Tajima nhá. Tajima made in Japan nhá. Đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Hàng của Tajima này. Đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác này, đó. Bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá. 9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá, 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 6, 8, 10. Đấy, 6, 8, 10. Bộ lục giác 7 màu đẹp, miễn chê luôn nhá. Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima made in Japan. Chữ khắc nổi luôn nhá, chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà hàng của Đức. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây. Made in Germany bên này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức, thương hiệu Winling hay người hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho anh em là kéo cắt gà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn. Hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá. Chỉ có 90.000 đồng con kéo gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2 3 4 cân đều cắt ngon hết nhá. Cắt rất là ngon luôn con này. Đấy. Ngoạm vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Winling nhá. Winling của Đức hay người đây. Made in Germany con này. Đó, đây. Made in Germany. Đó, chữ khắc chìm luôn nhá. Made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn.
Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá. Kéo gà Đức giá của nó sẽ là 90k trong con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T, hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá, các đầu bơm như này. Các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại đều được hết nhá, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy. Bơm thì rất là đẫy hơi luôn, hàng thương hiệu Santalay Japan các bác này. Nó Santalay made in Japan cho các bác luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chất lượng cho các bác nhá, bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy. Sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn, xi lanh bằng inox như này, các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân nhưng các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây. Em giữ tay không mà cái lượng bơm nó đã lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, các bác thấy không? Đây. Thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2 ti này. Đó. Bơm 2 ti giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy quá nhá, dao dọc giấy đây đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy như này, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một đũa như này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá, 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác với giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác với giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000, còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 15k một cây này thôi. 15k trên một cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt cũng nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này nhá. Bên mã cho là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Đó. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn các nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng
Đấy, vung vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello, chào các bác nhá. Nay thì Phạm Ấn lại tiếp tục quay lại để gửi tới các bác các mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng không nhận hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi về chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên đó là nay shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo dính hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, made in Japan luôn các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Đấy, thì cái này bên shop sẽ bán theo cân, một cân của nó sẽ là 80.000 cho một cân nhá. Đấy, một cân sẽ là 80.000 một cân.
Còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một cuộn này. Đấy. Một cuộn này thì nó sẽ là 10k cho một cuộn như này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Hàng này thì siêu dai siêu dính các bác nhá, siêu dai siêu dính, hàng bãi Nhật cho nên là nó hơi bị quăng keo các thứ, nó là bình thường các bác nhá. Vấn đề của nó là băng keo xịn. Đấy, nó mỏng, dai và bám dính rất là tốt luôn. Đây các bác này, test cái độ dai cho bác xem này. Rất dai luôn nhá. Rất dai, rất mỏng và độ dính của nó thì khỏi phải bàn rồi, rất dính luôn. Đó. Và các bác dùng nó không bị chảy nhá, nó không bị chảy. Hàng nội địa của Nhật, hàng made in Japan các bác nhá. Đó, đây made in Japan các bác này. Đây. Hàng nội địa của Nhật made in Japan các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái quận băng keo như này giá là 10k nhá. Đấy. Lên thêm là băng dính điện nhá, băng dính điện 10k một quận như này. Đó, còn mua cân thì nó sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1 kg nhá. Đấy, còn mua nửa cân thì giá sẽ là 50.000. Nửa cân là 50.000, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 một cân. Hàng siêu dai siêu dính cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật cho các bác. Đấy, rất xịn sò và chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật luôn. Rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái thùng đồ nghề hàng của Đức nhá, hàng của Đức này. Đấy, chất lượng cho bác luôn. Đây. Để em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn nhá. Đây, người em là 70 cân các bác. Đây. Người em 70 cân. Đấy. Em thấy trên giẫm đạp thoải mái luôn. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn. À, kích thước của nó sẽ là 42, chiều rộng là 42, chiều cao là 20. À, chiều dài là 42, cao 20, rộng 20. Đấy. Mở ra mở vào này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn to này, một ngăn to này, một ngăn to này và hai ngăn nhỏ hai bên, tức là tổng của nó sẽ là có 5 ngăn. Đó. Cánh thì có thể ập ra ập vào như này. Ập ra vào này rất là tiện luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 42 đấy, nhân 20 nhá, dài rộng và cao. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 480 cành nhá. 480k trong cái thùng đồ nghề như này. Đấy, 480.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đây, quai sách qua đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Matador nhá. Đây. Matador made in Germany này. Đó. Chữ khắc chìm luôn, Matador made in Germany. Đấy, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cái khóa như này để cho các bác có thể khóa vào này. Đây. Đai điếc của nó này, rất dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Một con thùng đồ nghề rất chất lượng này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đai điếc quai kiếp cực kỳ chắc chắn luôn. Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy. Xách ra nhìn vào cực kỳ là ngon luôn, rất êm ái nhẹ nhàng nhá. Rất là ngon luôn và giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là thùng đồ nghề nhá. Giá là 480.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Các bác lên cho em là tất 10 đôi. Thì bên em có hai mẫu, một mẫu là màu đen và một mẫu là màu trắng nhá. Mẫu màu đen và mẫu màu trắng như này. Hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 đen này. Tất 10 đen này. Đấy. Hoặc là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 trắng. Giá thì đều là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đấy, 90k trên một bịch 10 đôi như này. Bên em bán theo vỉ nhá, không bán lẻ nhá. Đấy. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây. Đấy các bác này, đây. Tất của nó rất là dày dẫn chắc chắn. Một vỉ này của nó là 10 đôi luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng. Hàng co giãn 4 chiều cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Bên em có hai màu, màu đen và màu trắng như này. Đấy, màu đen và màu trắng như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Nên mã giúp cho em là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhé. Đấy. Các bác mua như này là quá rẻ luôn, mua một vỉ như này là 90.000, 10 đôi dùng 1 năm luôn, dùng 1 năm mất có 90.000, quá rẻ luôn. Hàng của thương hiệu Nike nhá, hàng thương hiệu Nike của Nhật con này. Nike của Nhật, hàng đây, Nike này, thương hiệu Nike của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là tất 10 nhá, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá, sạc bình ắc quy. Thì bên shop có hai mẫu, đó là mẫu 12V và mẫu 24V. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất đi các nước luôn, xuất đi cả châu Âu cả các nước luôn, nó xuất đi một phát là 24 nước luôn nhá, 24 nước các bác này. Đấy, hàng xuất đi các nước luôn. Đấy, Anh, Pháp, Mỹ rồi nói chung là Nga rồi Pháp rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Germany các bác này. Đấy. Germany này, hàng xuất đi các nước luôn. Thì con này thì nó sẽ là sạc bình 12V và công suất của nó sẽ là 4A nhá. Đấy, 4A. Đấy, bình 12V và 4A. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V trở về nhá. Hàng của thương hiệu Foxer. Foxer thì nó là một thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, Foxer là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Xuất đi các nước luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, lên cho em là sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình này.
sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V. Giá sẽ là 190k nhá, 190k cho sạc bình 12V như này. Ngoài ra thì bên shop có cái sạc bình 12-24, tức là con này thì đa di năng hơn, sạc được cả bình 12 cả bình 24. Tất cả hai con thì đều là hàng đa di năng nhá. Đấy, khử xun phát rồi chống đảo chiều rồi chống mất cực các kiểu con là điều luôn. Đó, một con sạc bình rất chất lượng như này, hàng xuất đi các nước luôn. Đó. Thì con này nó sẽ là 12-24 nhá, sạc bình 12-24. Đấy, một loại là sạc 12 còn một loại là sạc 12-24 nhá. Đây. Các bác lên theo là sạc 12-24. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con sạc 12-24 này là sẽ là 290k nhá và bao ship nhá. Đấy, 290.000 và bao ship. 290k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Thì nó sẽ là có hai loại, một loại là chuyên chỉ có sạc 12V, còn loại con to này thì sạc cả 12 cả 24 luôn, sạc cả 12 cả 24. Giá thì sẽ là 290.000, con này là 190.000. Đó. Tiếp theo, bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Đấy, khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi qua rồi thì nó sẽ tắt nhá. Đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đấy. 90k các bác nhá. Đấy, liên quan là đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác chỉ cần đấu điện bên này là xong và treo ở các cái vị trí nhá. Đấy, có người đến thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt. Nó có chế độ là 15 giây, 45 giây và 5 phút nhá. Đây. Đấy, và có chế độ ban ngày, ban đêm hoặc là cả ngày cả đêm luôn. Đây. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Con này thì dùng đa di năng, các bác có thể dùng để các cái vị trí mà mình nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng được. Đấy, các bác chỉ vào 5-10 phút mình ra thì mình cứ ở trong đấy là nó sẽ sáng và mình đi ra nó tắt, khỏi vì bật công tắc mất thời gian mất công. Đấy, cứ có người đến thì sẽ là sáng và đi qua thì một đủ thời gian thì nó sẽ tắt nhá. Giá sẽ là 90k. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn này, đấy, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhé, qua lên cho em là cam mô hình, có cả điều khiển cho bác luôn, điều khiển ốc ác các thứ đầy đủ cho bác luôn. Một con cam mô hình như này, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, lên cho em là cam mô hình. Đấy, tức là nó chỉ là một con đèn như này thôi, và một con đèn nó giả cam nhá. Có 3 chế độ này, đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Nói chung là con này cũng khá là sáng luôn, khá sáng và tiện dụng quá nhá. Đấy, các bác theo, đây, khá sáng và tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con cam mô hình như này giá chỉ có 100.000 thôi. Năng lượng mặt trời nhé, chạy bằng năng lượng mặt trời, rất là tiện. Về nhà các bác chỉ cần là để vào cái vị trí nào, bắt vào cái vị trí nào có đủ ánh sáng là ok, là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Đấy, nó cũng là thuộc dòng cảm biến, rất là tiện luôn. Đấy, đây các bác này, đấy, ban đêm nó sẽ sáng nhá. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện các bạn. Đấy, dòng cảm biến như vậy rất là tiện luôn. Đấy, có cả điều khiển cho các bác luôn, có cả điều khiển tắt bật cho các bác luôn này. Đấy, bật lên tắt đi thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy, nó rất là tiện cho các bác luôn. Đây. Đấy. Số 1 này, đấy, số 2, số 3 này, tắt đi bật lên này, đều ok hết nhá. Đấy. Rất là tiện luôn. Đây, tắt đi này, bật lên này. Đấy, rất là tiện nhá. Đây. Đấy các bác nhá, đây điều khiển đây. Bật lên này, đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này, tắt đi này, rất tiện luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá, chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho anh em là cam mô hình nhá, cam mô hình này. Cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con cam mô hình như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là lên cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con quạt ô tô như này. Con này thì cũng khá là tiện luôn. Các bác dùng trên ô tô cho em để mình sử dụng, mình làm quạt ô tô. Con này thì nó sẽ là 12V. 12V thì các bác có thể lắp vào áp quy cũng được. Lắp vào áp quy mình dùng rất là mát các nhá. Đấy. Thì các bác chế vào đây, cái đầu này là đầu dương này, còn cái này cái lẫy này là âm này. Đấy, thì các bác chỉ cần là hàn hai cái dây vào đây, sau đó thì mình kẹp vào bình áp quy cho em nhá, là mình sử dụng thôi. Con này thì có thể xoay 360 độ luôn, xoay 360 độ nhá, rất là tiện luôn. Đó, thì một cái con quạt ô tô như này giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, công suất của nó sẽ là 12V nhá, 12V. Các bác cứ đấu vào cho em vào cái bình 12V là ok, hoặc là lên cắm trực tiếp vào tẩu ô tô. Cái này thì nó sẽ là cắm tẩu ô tô nhá, rất là mát luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ và hợp lý cho bác luôn. Một con quạt ô tô như này, giá chỉ có cho các bác là 130k thôi, 130 cành. Lên cho em là quạt ô tô. Bỏ anh cái máy rót rượu này. Quạt ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là máy rót rượu tự động này. Đấy, hàng về số lượng này phục vụ anh em dân nhậu luôn nhá. Hoặc là các bác có trong này, hoặc các bác dùng trong nhà hàng rất là ok. Thời gian để sử dụng liên tục của nó đây,
Đây các này, dung tích của nó là 1 lít 2 này, dung lượng pin 1500 mAh này. Đấy, các thông số rất đầy đủ luôn nha, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Thời gian sử dụng từ 5 đến 6 tiếng này, sạc pin 5V DC này, kích thước của nó sẽ là 22 x 18 x 29 cm này, nặng 0,5 kg, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đấy, thì bộ phận khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Đấy, máy rót rượu này, máy rót rượu tự động. Giá của nó sẽ là 270k nhá, 270.000 cho con máy rót rượu này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, test thử, kiểm tra thanh toán nhá. Bộ sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá, một thân máy này. Đây, thân máy của nó đây các bác nhá. Cái này thì em để em quay thì nó hơi bụi bặm một tí, không sao nhá. Một thân máy này. Đấy, ra đếm đơn này. Một thân máy, một cái Âu như này, một Âu như này nhá. Đấy, một cái Âu như này để đựng rượu, Âu này 1 lít 2 này, và một cái khay nhựa như này để các bác bỏ đá vào dưới cho em nhá. Còn hai cái chén này là chén của em nhá. Hai chén này là chén của em. Các bác lưu ý, không lúc các bác nhận hàng mà thiếu tao hai cái chén nó mất công. Đó, thì đây, các bác đẩy cái lẫy vào cho em này. Đấy, bỏ đá bên dưới, rót rượu vào đây, sau đó thì đặt con máy này lên, đặt con máy này lên cho em. Đó, rất là xịn sò luôn, đặt máy lên như vậy là anh em bắt đầu chiến đấu nhá. Anh em bắt đầu nhậu này. Đấy, bật công tắc lên cho em này, đặt chén vào này, rót đi em ơi. Đó, ok, em ra rượu cho anh luôn. Ok cho anh. Đấy, không cãi nhau anh em nhé, hai chén bằng nhau tam táp luôn anh em nhé. Anh em có thể điều chỉnh lượng rượu nhiều ít ở đây nhé. Đấy, công tắc tắt đi này. Đấy, thì tùy theo anh em có thể điều chỉnh lượng rượu nhiều ít ở đây cho em, rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý nhé. Đấy, anh em chỉ cần đẩy này thôi, đặt vào này. Đấy, ok. Đấy, hai chén đều nhau tam táp luôn nhé, hai chén đều nhau tam táp luôn. Đấy anh em thấy không? Đây, đấy đây, hai chén đều nhau nhé, anh em thấy không? Hai chén bằng nhau luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý luôn. Một cái máy rót rượu tự động như này, giá là 270.000, bao ship tận nhà cho anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra, test thử và thanh toán cho em nhé. Đấy, công tắc tắt bật ở đây. Cái tắt bật này thì ngoài ra tắt bật thì nó còn điều chỉnh lượng rượu nhá. Điều chỉnh lượng rượu ở đây anh em thích nhiều rượu thì anh em xoáy nó lên, ít rượu tùy theo cốc chén anh em uống nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em rồi. Một con máy rót rượu tự động như này, giá 270.000, anh em có thể nhậu cả ngày luôn. Thời gian liên tục của nó từ 5 đến 6 tiếng cho nên anh em thoải mái luôn. Đấy, bật công tắc này lên, anh em có thể điều chỉnh cái lượng rượu đây. Ví dụ đây là rót ít này, đặt đây. Đấy, rót ít nhá. Anh em muốn rót tăng lượng rượu lên hoặc giảm lượng rượu đi thì anh em sử dụng cái công tắc này cho em, rất ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm, đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em thôi. Một cái lọ xương khớp bọ cạp như này, giá của nó sẽ là 40k nhá các bác nhá. Đấy, 40.000. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đấy, con này thì chiết xuất từ bọ cạp rồi cao hổ cao yếc luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn và độ nóng của nó rất là cao, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy. Các bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau thần kinh, bôi vào rất tốt nha. Đấy, cái này em bán rất là nhiều rồi đây, xương khớp bọ cạp. Có bác lấy cả chục lọ luôn, bôi vào một phát là đỡ luôn. Đấy, bôi vào phát là đỡ luôn. Của nó sẽ thuộc dạng kem trắng nhá. Bôi vào thì rất nóng và bôi vào là đỡ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá, xương khớp bọ cạp. Giá sẽ là 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. 40.000 thôi nhá. Rồi ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục gửi cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này.
sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát, nằm êm và mát. Đó, cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá, lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây các bạn này, đấy, một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bạn này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn. Đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này, cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok các bác nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá, một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy, vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong, ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000.
lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi, ok. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm. Thông tin có trong chuyên mục Trước Giờ Mở Cửa. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương cần thận trọng trong việc xây dựng tạo nguồn cán bộ trung ương là nội dung trong thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả. Bây giờ xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý là chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên. Hello chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái lô đài FM của Nhật nhé. Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó là một cái dòng cực kỳ chất lượng. Đợt này thì về mẫu mã có cải tiến, có thêm cho các bác một con đồng hồ nữa, hàng combo và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Kỳ 2 và dịp mùng 2 tháng 9 tới. Đây. Dự án với số vốn đầu tư hơn 2.500. Mặt của nó thì được mạ chrome rất là sáng bóng nhá, còn thân của nó thì nó sẽ là ốp gỗ như này, ốp giả gỗ này các bác này. Đấy. Thân của nó ốp gỗ rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn. Có thể không? Đây. Âm lượng có nhỏ đây nhá. Có nhỏ đây và cho bé đi đây này. Đấy. Cơ quan này. Con này thì có các bác có thể là nghe đài hoặc là nghe MP3 nhá. Các bác có thể bắt Bluetooth để nghe MP3 cũng rất là ok luôn, nghe nhạc bắt Bluetooth nó cũng như một con loa Bluetooth luôn. Nói chung là hàng đa chức năng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. 31 tháng 1 năm 2024. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 tỷ đồng. Từ hôm nay, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại nghị định. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhé. Con này thì đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 260.000 thôi. Đấy, lên cho em là đài FM nhé. Đài FM này. Em đang bán là 300k, đợt này về cho bác giá cực sốc luôn. 260k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 260.000 một con đài FM này, bao ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó, nhận hàng các bác có quyền test thử kiểm tra. Đấy, thanh toán các bác nhá. Đấy. Có đồng hồ này. Trong tháng 9 năm 2000. Con này thì nó sẽ có đồng hồ nhá. Đây anten của nó này. Đấy, các bác có thể xách đi xách về rất là gọn luôn này, như một cái vali luôn. Đó, rất là gọn luôn. Cái này thì các bác có thể để điện thoại lên cũng ok. Đó. Và đây thì nó sẽ có các cổng kết nối như là jack 3.5 để các bác nghe nhạc này, tai nghe này, USB này, thẻ nhớ này. Rồi chân sạc vào này. Đó, và đây là cái điều khiển cái công tắc của đồng hồ nhá. Các bác tắt đi này, bật lên này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái nút để các bác núm đây, cái núm này để các bác điều chỉnh đồng hồ này. Đó, núm này các bác điều chỉnh đồng hồ. Và đây là cái công tắc tắt bật đồng hồ nhá, công tắc tắt bật đồng hồ ở đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác với con giá rất là hợp lý luôn. Một con đài FM như này, giá chỉ có 260.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác một quả pin 18650 luôn rồi. Cứ về cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đó, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, theo. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Lên cho em là đài FM nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho con đài FM như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn lau giày nhá. Vâng. Các lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đấy, khăn ướt lau giày. Các bác lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt này. Cái này là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt lau giày. Giá của nó sẽ là 20k trên bịch như này thôi. 20.000 trên bịch như này. Và 50k thì là sẽ là bằng 3 bịch nhá. Đấy, 50k là sẽ là bằng 3 túi. Đó, 50.000 3 túi, còn là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi. Đó, 20k trên một túi như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn lau mà nó sẽ rất là đa di năng luôn. Đó. Thì nó sẽ lau được hết các loại giày nhá, giày vải, giày giấy, giày ướt, giày khô là lau được hết nhá. Các bác chỉ cần là mở cái nút này ra này. Đấy, mở cái nút này ra. Sau đó thì
mình lấy cái khăn ra. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn nó đã có sẵn tẩm sẵn xà bông rồi. Đấy, xà bông cũng như là các cái chất tẩy thôi nhá. Đấy, xà bông và các cái chất tẩy rồi. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái khăn như này. Khi lau vào thì cái xà bông của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xà bông nó ra rất là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để lau giày, lau dép đều được hết đây. Ví dụ như này này. Đấy các bác này, đây như em đang lau này. Đấy, lau là nó sẽ sạch bóng lên luôn các nhá. Đấy, ví dụ giày dép của các bác bẩn này, đấy nhá. Đôi dép này của em nhá. Đấy, nó rất là bẩn luôn này. Đấy, em lau phát là nó sẽ sạch luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có là có cả xà bông bên trong luôn. Có cả xà bông bên trong đây, cái này em mục sở thị cho các bác xem luôn. Chứ không cần phải là đấy, các bác cứ lau sạch đi này cho em, xong rồi mình lấy cái khăn khô mình lau đi là xong. Lấy khăn khô mình lau đi nhá. Đấy, mình lấy khăn khô mình lau đi. Đó, đây các bác này. Đấy, các cái vết bẩn nó sẽ ra hết khăn luôn. Đây, các bác xem nhá. Đấy, em lau có một tí này. Đấy, cái bên lau rồi và bên chưa lau khác nhau hoàn toàn nhá. Lau rồi nó như mới luôn các bác này. Đấy, lau rồi nó như mới luôn. Thì các bác đi giày, giày da, giày vải các thứ, mình chỉ cần lau đi như này cho em là xong này. Đấy, lau đi như này là sẽ sạch bóng hết luôn. Đấy, đây như cái đôi dép này em lau này các bác thấy không? Đây. Đấy, một nửa chưa lau nó đen xì xì này. Đấy, mốc trắng nhá. Nửa này lau rồi lại hồng lên các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thì lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Khăn ướt lau giày. Đó, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái này thì nó rất là tiện ích các bác, ví dụ đi làm về hoặc là các bác đi công tác đi đâu cũng được, mình có thể mang đi mình sử dụng hoặc là để sử dụng ở nhà. Đấy, bẩn là mình lau trực tiếp luôn, các bác không cần phải giặt, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày các nhá. Giặt thì nó nhanh bị hỏng giày. Đó, con này. Siêu bẩn nha con này. Để siêu sạch à? Ai quá. Sạch nghe. Giày nha mọi người. Này là siêu bẩn nha mọi người. Hãy sạch hết chị ạ. Chà đấy, cô bạn ơi, có sạch nha mọi người, có sạch nha. Còn nếu các bạn có những đôi giày trắng nhưng mà nó chỉ có bẩn bẩn định tí thôi, nhưng mà đi mưa nhưng mình cũng quên. Lau rất là sạch luôn các bác nhá. Đó. Giày không ăn thua rồi, ra không tưởng thế nào thế này. Nhưng mà bẩn ít thì lau, bẩn nhiều thì nhìn thôi. So sánh ai là giày lau giày chuyên dùng hot hit có sạch như cũng đừng nói. Đâu thì sẽ có những cái bọt ra phía trên này, tương đối nha. Những cái vết đế dày này khó hơn này, cũng tương đối. Loại đen thì không ra những cái bọt xà phòng như loại vàng. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chảo ngập dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đường kính 20cm, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, để các bác chiên ngập dầu thì mình dùng để mình chiên rán đồ ăn thức uống đều ok hết nhá. Đó đây, hàng của Nhật các bác này. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Con này thì dung tích của nó sẽ là chảo thì nó thường nó tính theo đường kính nhá. Đường kính của nó là 20cm các bác, 20cm. Và các bác sẽ có kèm thêm là một cái dàn như này để các khi các bác chiên rán thì mình đặt thực phẩm lên. Đấy, nó sẽ là một cái con chảo khá là dày dẫn nặng và chắc chắn đây con này. Rất là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy con này. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Khá là dày dẫn chắc chắn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Đấy, một cái khay đỡ như này để các bác đặt vào. Đấy, các bác có thể đặt vào để mình ví dụ như mình rán nem này hoặc là rán các cái đồ chiên nấu xào thì các cái đồ tôm tiếc thì mình đặt lên đây cho em. Đặt lên đây để mình sử dụng nhá. Đó, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đường kính của nó là 20cm nhá. Chảo ngập dầu này, lên cho em. Chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k cho một con chảo ngập dầu như này, 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một con chảo ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện con này. Đấy, các bác chỉ cần là cho dầu này rồi vào đây là mình sử dụng nhá. Ví dụ các bác có thể chiên rán nem này rồi rán phồng tôm này rồi rán tất cả các loại mình cho vào đây cho em, nó rất là tiện. Và con này thì có tráng đá nhá, tráng đá chống dính. Các bác có thể rán được, chiên rán được, ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý đâu, chỉ có 100.000 cho một con chảo như này, hàng của Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đấy, mới tinh mới cong luôn chưa qua sử dụng. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về con này là 100.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên cho là bảng tô hoặc là bảng tự xóa nhá. Đấy, bảng tô, bảng tự xóa. Lên theo là bảng tô này. Bảng tô bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trên một con bảng tô như này. Đấy, con này thì rất là tiện. Các bác có thể sử dụng cho các em bé nhà mình
học hành, sáng tạo rồi làm các công tác việc đều ok hết nhá. Đấy, đây đây thì nó sẽ là một con bảng kèm thêm một cái bút như này và nó sẽ tự xóa được nhá. Về nhà thì các bác mở thêm cái nút khóa đằng sau này ra này. Đấy, nút khóa đằng sau này ra cho em. Đó, mở cái nút khóa đằng sau này ra cho em là xong. Đây, xóa đi này. Đấy, các bác lên, các bác lên YouTube hoặc lên TikTok, các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Đó, gõ cho em là shop Phạm Huấn là sẽ ra nhá. Đấy, gõ cho em shop Phạm Huấn này. Đó, các bác không thích nữa thì lại xóa đi nhá. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Con này màn hình LED nhá, màn hình LED LCD. Màn hình LED LCD luôn. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Đây, rất là đẹp con này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k. 50k trong con bảng tô như này, rất tuyệt vời luôn. Các bác có thể mua về để làm quà cho trẻ em nhà mình. Đây, nó có cái nút khóa đằng sau này, các bác đẩy cái nút khóa này cho em này. Đấy, có bút nhá, có bút như này, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nói chung là giá rất là hợp lý rồi, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, mua về để làm quà cho em bé nhà mình, để cho các em nó làm, các em học để thỏa sức sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính nhá. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính. Lên trên là bảng tô, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm để cho các em chuyên tâm học hành, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà vẫn thu hút được các em nhá. Đó là cái máy đọc chữ à? Máy đọc thẻ nhá, các bác lên cho là máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ, giá thì sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000. Đấy, con này thì thẻ giáo dục trẻ em này. Đấy, ở đây nó sẽ là một con máy như này, kèm thêm cho bác là một cáp sạc và một cái hộp thẻ đây. Cái hộp thẻ này thì nó rất là nhiều thẻ luôn, ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với 224 nội dung khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Về nhà thì các bác giữ cái phím nguồn này, phím này này, giữ cái này cho em. Đó, sau đó bật lên này. Xin chào các bạn. Chúng mình bắt đầu nào. Đấy, ở đây thì nó sẽ rất nhiều nội dung nhá. Trái cây này, đồ dùng này, đấy, rồi xe cộ này, đây. Đấy, xe buýt 2 tầng các bác này. Đây, em lắp vào cho các bác xem này. Đó. Xe buýt 2 tầng. Double decker bus. Đấy, cái này thì nó sẽ có cả tiếng cả hình luôn. Xe taxi. Taxi. Đấy, nó sẽ rất là nhiều, có những cái thì nó sẽ có cả hình, cả tiếng nhá. Đấy. Đó, có theo không? Đây. Xe trộn bê tông. Agitator truck. Đấy, có theo. Đó, đầy đủ các bác luôn. Xe thể thao. Sports car. Đấy, rất là tiện nhá. Đó, kể cả các cái chủ đề về con vật nó cũng đều có âm thanh hết nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ là 112 cái thẻ với tổng của nó sẽ là 220 nội dung, 224 nội dung cho các bác luôn. Đó, một thẻ này là hai mặt. Con cú. Ao. Đấy, có cả tiếng kêu luôn nhá, con thỏ này. Con thỏ. Rabbit. Đấy, các bác thấy không, rất là hay luôn, có mô phỏng hết nhá. Con ngựa. Horse. Đấy, thì các bác có thể mua về để mình... Con chuột. Mouse. Con này thì ưu điểm của nó là nó có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nhá. Thì các bác mua về cho trẻ em nó học. Đấy, rất là nhiều như này luôn. Các nội dung như này thì mua về cho các em học để tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Mà vẫn là hàng công nghệ nhá, đồ công nghệ. Để các em có thể giải trí và biết được là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn. Đó, thì nó sẽ là một cái hộp thẻ như này, bao gồm cho các bác là hơn 100 cái thẻ đây. 112 cái thẻ này, 224 từ vựng nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, để các bác có thể mua để làm quà cho các em nhà mình. Đây, các bác tắt nguồn thì tắt ở đây cho em này. Đó, tắt nguồn ở đây. Đó. Đấy, giữ lì ở đây nó sẽ tắt nhá. Đấy, các bác rất tiện dụng luôn. Thì một cái hộp thẻ như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Giá của nó sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại các nhá. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì dòng này thì cái giá của nó rất là bình dân các bác. Đấy, giá vẫn rất bình dân. Một con giá đỡ điện thoại như này, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000. Sản phẩm sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chân như này, một cái đế này các bác. Xoáy cái này vào cho em này, một đế này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái này vào đây này, lắp cái này vào đây. Đó. Và cái này thì nó sẽ là ở đây này. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó thì cho cái này xuống này. Đấy, đây.
xoáy cái này vào. Cái này thì các bác có thể cho lên tụt xuống tùy theo nhé. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây. Đó. Lắp cái này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu, con này đều được luôn. Đó, đảo chiều các kiểu được luôn. Đây, xoáy cái này vào cho em. Đó. Con này thì về nhà lắp ráp thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi các bác này. Đấy, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi. Đấy, trẻ con cũng làm được các bác nhá. Đây, thì đây là cái điện thoại của em này. Em sẽ cho vào cho các bác xem này, con điện thoại này của em là hàng rất là to luôn đấy nhá, hàng khủng luôn đấy. Màn hình to các bác nhá. Đây. Đấy, dùng rất là ngon các bác này. Thì các bác có thể là cho dọc, cho ngang này, đấy, cho quay lên quay xuống này, để các bác có thể lướt TikTok này rồi xem YouTube này. Đấy, và các bác có thể là để trực tiếp ở trên giường này, mình không cần phải cầm tay mỏi tay nhá. Đó, rất là tiện luôn. Quay lên quay xuống đảo chiều được hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn, giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại. Cái này có thể tụt lên tụt xuống được nhá. Đấy, tụt lên tụt xuống ngoắt nghéo xoay đảo chiều được hết luôn. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k. Đó. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đó. Giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30k trên một chiếc. Rồi ok. Tiếp theo lên cho bác con máy cạo râu 9D nhá. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k cho một con như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một thân máy như này nhá. Một thân máy như này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Bộ của nó sẽ bao gồm là 3 lưỡi kép như này nhá. 3 lưỡi kép như này, chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, các bác cứ như này mình đưa vào này. Đấy, đưa vào như này. Đó, cạo sạch hết râu luôn các nhá. Đó, cạo sạch hết râu luôn, rất là sạch các bạn. Đó. Rất là sạch luôn. Đó. Đây. Đấy, đây em cạo ra có một tí mà râu nó ra đầy các bác này. Đấy, râu nó ra đầy đây các bác này. Các bác thấy trông cái mẩn râu chưa? Đó, cái mẩn râu này. Đấy, ra đầy luôn. Con này thì chạy cực kỳ khỏe và êm nhá. Và ưu điểm của con này thì các bác có thể thay lưỡi này, các bác chỉ cần tháo ra như này thôi. Sau đó thì mình thay cái mũi này vào cho em này. Cái mũi này thì để các bác dùng để mát xa mặt này. Đấy, cái mũi này để mát xa mặt qua này. Đấy, đây. Mát xa mặt thì các bác dùng cái này cho em. Đấy. Mát xa mặt rồi các bác tẩy da, tẩy riết các bác lắp cái này vào. Đấy, lắp cái này vào. Đây. Đấy, qua theo. Đây. Đấy, dùng để mình rửa mặt mình, mát xa rồi nói chung là làm các cái chức năng này. Đấy, công tắc tắt đi ở đây. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là thêm là một cái đầu để cắt tỉa lông mũi này. Đấy, một đầu cắt tỉa lông mũi đây. Đấy. Đầu này thì các bác để cắt tỉa lông mũi này, lắp cái đầu này vào cho em. Đấy, lắp cái đầu thay ra, lắp cái đầu này vào. Lắp cái đầu này vào để mình tỉa lông mũi nhá. Này, tỉa lông mũi các bác này. Đấy. Lông mũi thì nó chạy bên trong hết nhá, cho nên các bác cứ thêm mình sử dụng thôi, không sợ bị đứt mũi đâu. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu tăng đơ này để các bác dùng để cắt tóc, chấn viêm hay là cạo râu này. Đấy, cắt tóc, chấn viêm, cạo râu cũng ok hết nhá. Các bác cũng lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây. Đấy, đầu tăng đơ này. Đấy. Cắt tóc này, chấn viêm này. Các bác có thể cắt tóc, chấn viêm rồi cạo râu nhá. Đây. Đấy, cắt tóc, chấn viêm này, cạo râu này. Đấy, rất sạch luôn các bác nhá. Đây. Đấy, cắt tóc, chấn viêm, cạo râu rất sạch luôn. Các bác thấy không? Đó. Thì cái giá nó rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 95k thôi. 95k cho một cái bộ combo như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là 95k, rất là tiện dụng luôn. Chỉ cần lắp vào này là sử dụng thôi, lắp vào này là sử dụng rất tiện dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Có kèm cho các bác là các cái đầu như này, các cái đầu đi kèm như này, các cái bộ dụng cụ đi kèm như này nhá. Và có kèm cho các bác là cả một cái cáp sạc luôn. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy. Một cái bộ 4 trong 1 như này nhá. Đấy, bộ 4 trong 1 như này, bao gồm là tăng đơ này rồi máy cạo râu này rồi các cái chi tiết đi kèm như này. Mà giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 nhá. 95.000, giá không thể tưởng nổi luôn. Đấy. Giá này là giá không tưởng luôn các nhá. Giá này giá không tưởng luôn. Đấy. 95k cho một cái bộ cạo râu 9D như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con máy cạo râu 9D như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop cũng về cho bác một cái dòng máy cạo râu khác nữa. Đấy. Đó thì các bác lên cho em là máy cạo râu cái này thì các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 189. Đây, mã của nó sẽ là 189 này. Đấy, thì lên cho em là máy cạo râu 189. Thì con này nó sẽ là một con máy cạo râu lưỡi kép các bạn. Đấy, máy cạo râu lưỡi kép như này. Đấy. Và con này thì nó cũng có cái đế sạc ở đây này. Đấy, về nhà các bác ấn xuống đẩy cái này ra này. Đẩy cái này ra cho em để mình sạc nhá. Đó, vào đây. Nó sẽ là hai lưỡi kép nhá, hai lưỡi kép cực kỳ là mạnh luôn. Thì các bác dùng để mình cạo râu này. Đấy, cạo râu rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Và rất là êm, dùng cạo rất là ngon luôn. Con này thì nó gọi là
Con này thì nó được mệnh danh là máy cạo râu quốc dân nhá. Đấy, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, em chỉ có nhấp có một tí thôi mà râu nó đã ra đầy rồi con này. Đây, râu ra đầy rồi con nhá. Rất là tiện luôn. Máy cạo râu quốc dân đấy. Con này thì lên cho em là các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy. Lên cho em là máy cạo râu 189. Con này thì có sạc trực tiếp này luôn và giá thì rất là hạt rẻ nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, máy cạo râu 189 này. Các bác lên cho em là máy cạo râu quốc dân đi. Đó, máy cạo râu quốc dân. Máy cạo râu này. Đó, máy cạo râu này. Máy cạo râu quốc dân nhá. Đó, máy cạo râu quốc dân. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy. À không, con này nhầm mã. Giá thì của nó chỉ có cho các bác là 75k thôi. 75k cho một con máy cạo râu quốc dân như này nhá. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đó. Máy cạo râu quốc dân, giá của nó sẽ là 75.000 thôi. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Con này thì tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn, cực kỳ là tiện luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái mẫu củ sạc 3 cổng như này các nhá. Đấy, 1 2 3 nó sẽ có 3 cổng như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là củ sạc 3A nhá, củ sạc 3A. Đó. Củ sạc này lên cho em là củ sạc 3A nhá, 3A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. 30k. Đấy. Các bác lên cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35k. Xin lỗi các bác, 35k nhé. 35k cho một con củ sạc 3A như này. Đấy, giá sẽ là 35.000. Về nhà các bác có thể cắm vào các cái dây USB các bác có thể cắm vào đây. Đấy, lên cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái củ sạc như này. Rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có hẳn cho các bác là 3 cổng USB luôn. 3 cổng USB như này, về nhà các bác cắm kết nối cực kỳ là ngon luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Giá chỉ có cho các bác là 35k thôi. Lên mã cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. 35k nhá. 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm các bác nhá. Các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy. Con này thì nó sẽ là vòng trầm gỗ. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật và được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhé. Đấy thì bên công ty nhập được những cái mã hàng nó khá là tốt các bác nhé. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này, đựng trong một cái hộp giấy cực kỳ, hộp vải này. Đấy, cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Giá bán ở bên Nhật của nó sẽ là 1.800.000 nhé. 1.800.000. Đây, 1.800.000 cho cái vòng trầm gỗ như này. Và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con vòng mà bằng hạt trầm gỗ như này, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, huyết áp ổn định các bác nhá. Đấy, hạt của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Gỗ trầm tự nhiên cực kỳ là thơm luôn. Đấy, cực kỳ là thơm, vân gỗ rất đẹp nhá. Đấy. Có 108 hạt và một cái đài sen như này. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhá. 50k cho con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi cọ toilet. Đấy, chổi cọ toilet, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một cái chổi cọ toilet như này. Con này thì nó sẽ là hàng đúc liền, các bác có thể dùng ngoắt nghéo thoải mái luôn. Đấy, cái độ cong như này để các bác đánh nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là cọ toilet nhá. Đấy, lên cho em là có cọ toilet chưa nhỉ? Lên cho em là chổi toilet nhá, chổi toilet. Lên cho em là chổi toilet này. Đó, chổi toilet. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k cho một cái chổi toilet như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng được kỳ cọ, nó sẽ có cả cái đầu bên này để các bác cọ ngược nữa nhá. Đấy, hai đầu đảo chiều như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k. Lên cho em là chổi cọ toilet nhá. Giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo. Chổi toilet. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bấm cúc nhá. Các bác lên cho em là kìm bấm cúc này. Đây, nó sẽ là trọn bộ cho bác như này. Cả các cái loại cúc và kìm bấm như này nhá, kìm bấm như này. Thì các bác về các bác có thể bấm đính các cái cúc quần, cúc áo rồi các cái vị trí mà mình muốn ghim bấm vào đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Lên mã giúp cho em đó là kìm bấm cúc nhá, kìm bấm cúc.
kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, bao gồm cả kìm và các cái cúc sẵn có như này. Về nhà các bác chỉ bấm cho em xong, kìm bấm cúc giá sẽ là 40k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Về nhà các bác chỉ cần bấm ghim vào như này, sau đó thì mình đính vào cho em này. Nó rất là tiện luôn. Đấy, dép guốc rồi quần áo này, rất là tiện nhá. Đó. Mình chỉ cần bấm vào như này là xong. Đó, quần bò còn biết bấm được hết nhá. Các loại cúc này rồi dép guốc các thứ này. Đấy. Thì nó rất là tiện, các bác dùng nó rất là đa di năng luôn. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc này thôi, lắp vào là mình bấm vào là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái mẫu tăng đơ rất là mới nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có kèm thêm cho các bác một cái lược như này. Đấy, và các kiểu cữ này rồi chân sạc đầy đủ cho bác và một con tăng đơ như này. Các bác lên cho em là tăng đơ lược nhá, tăng đơ lược vì nó có kèm cho các bác một cái lược luôn. Đấy, cho nên mình gọi luôn là tăng đơ lược cho nó dễ. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng sử dụng điện 100 đến 240V, cho nên là các bác dùng thoải mái, công suất của nó là 3W nhá. Đây. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Đấy, đây. Con này thì dùng rất là ngon rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là sẵn pin ở bên trong rồi. Có kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này. Về nhà các bác cứ thế là mình cắm sạc vào này là cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, điện của nó thì đây các bác cắm đúng cái lẫy rãnh này cho em nhá. Đây nó có cái rãnh này. Đấy, cắm đúng cái chiều rãnh này cho em. Đó. Sau đó thì mình sạc thôi. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái cữ như này nhá. Đấy, có cữ như này, các bác cứ đẩy cữ này vào là xong này. Đấy, đẩy cữ vào cho em là xong. Đó, các bác đẩy cho đúng chiều cho em là xong. Đây. Cứ đẩy vào như này cho em là xong này. Đó. Thì nó có rất nhiều các cái mẫu cữ khác nhau nhá. Có 4 cái luôn. 9mm, 6mm, 9mm, 12mm nhá. Đấy. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 để cho các bác cắt tóc này. Đấy, đẩy lên như này. Tăng đơ chạy rất là ngon luôn. Đó, chạy rất là ngon và khỏe nhá. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và có chế độ điều chỉnh các cái nấc của nó này. Đây. Đấy, điều chỉnh các cái nấc cắt cho nhá. Đây. Đấy, điều chỉnh các cái nấc này. Các bác có thể điều chỉnh 2mm này. Đấy, 1,7, 1,4 này. Thì các cái lưỡi này nó sẽ đẩy lên nhá, 0,8 này các bác này. Đấy. Dòng này của nó cũng là một cái dòng không ăn da luôn, không ăn da. Nên là các bác cắt rất là an toàn cho người già trẻ con, rất là ok luôn nhá, không ăn da. Nên các bác dùng nó rất là thích. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là tăng đơ lược nhá. Có tặng kèm các bác một cái lược như này. Lược rồi chổi vệ sinh rồi đầy đủ cho bác luôn. Lên cho em là tông đơ lược nhá. Tăng đơ lược này. Tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược giá của nó sẽ là tăng đơ lược này. Giá của nó sẽ là qua lên cho em là tăng đơ lược giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một con tăng đơ lược như này. Giá chỉ có 110.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đây. Nó sẽ bao gồm cho các bác là tăng đơ này, cữ kiếc đầy đủ ngon lành như này. Hàng đựng trong một hộp rất chất lượng như này. Các bác về dùng xong thì các bác lại bỏ vào hộp này cho em. Rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Zichen này, nó tăng đơ lược. Giá sẽ là 110k. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em một cái mã tiếp theo, đó là cũng là một cái sản phẩm, nó sẽ là vừa tăng đơ vừa là máy cạo râu luôn, vừa tăng đơ vừa máy cạo râu luôn. Đây các bác này. Đấy, con này thì hàng cũng đựng trong cái hộp như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, hàng đựng trong một hộp như này. Đấy, một cái chổi vệ sinh tiếp theo kèm cho các bác, nó sẽ là ở bên dưới này thì nó sẽ có cho các bác là cữ này, có cho các bác là cữ và dây sạc này. Còn ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là hai con tăng đơ như này, một con tăng đơ, một con máy cạo râu luôn. Đây, về nhà các bác sạc pin đây cho em nhé, và công tắc ở dưới đít này nhá. Đó, máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, đây là cái cữ khóa này. Về nhà thì các bác tháo cái cữ khóa này ra cho em nhé. Đó, và đây là các bác tháo cái nắp này ra này, tháo cái nắp này ra. Đó, cái này là nó sẽ giữ lẫy, các bác tháo ra cho em. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác thấy không? Một con tăng đơ nhỏ gọn nhưng mà chạy rất là khỏe này. Thân của nó bằng đồng các bác này, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Về nhà có cái cáp sạc đây. Đấy, các bác cắm cái cáp sạc này cho em này. Đấy, cắm cái cáp sạc này vào cho em này. Đó, con này thì nó sẽ là pin liền luôn, pin liền, một quả pin 18650 liền bên trong này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1 này. Con này thì không ăn da nhá, không ăn da. Hàng cầm cực kỳ chắc luôn. Đây các bác này, cạo này. Đấy, cạo cho các bác xem nhá. Cạo đâu sạch đấy luôn, các bác thấy không? Đây.
Đấy, cạo nâu sạch đấy luôn các bác này. Đấy, cạo nâu sạch đấy luôn. Con này thì các bác có thể vừa dùng để mình cạo râu này, vừa dùng để cạo râu, vừa dùng để cắt tóc, chấn viêm, rồi mọi việc đều ok hết nhá. Đó, tiếp theo thì sẽ có cho các bác đó là một cái em máy cạo râu như này. Đây, máy cạo râu này. Đấy, về nhà các bác đưa vào mình cạo này. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt không? Đấy. Các bác nghe tiếng râu nó đứt xèn xẹt luôn nhá. Đấy, một em máy cạo râu nhá. Máy cạo râu. Đấy. Lưu ý các bác khi mình sử dụng thì mình nhấn vào cho em như này nhá thì nó sẽ vào râu nhá, nó sẽ vào râu. Đó, rất là tiện luôn. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu để mình cắt tỉa lông mũi nhá. Thì các bác xoáy cái đầu cạo râu này ra này, xoáy cái đầu cạo râu này ra. Lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này đây, lắp đúng tâm cho em nhá. Là mình sẽ dùng để mình cắt tỉa lông mũi được luôn. Đó, cắt tỉa lông mũi các bác nhá. Cắt tỉa lông mũi ở đây. Lưu ý các bác là khi mình cho vào mũi thì mình hãng bật nhá. Và khi nào mình lấy ra thì mình tắt đi, xong rồi mình hãng rút ra để tránh việc bị kéo lông mũi ra nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng lông mũi nó đứt chưa? Xẹt xẹt luôn các bác nhá. Đó. Lưu ý các bác là khi cho vào thì mình hãng bật và tắt đi thì mình hãng lấy ra. Đó, để tránh cái trường hợp là nó bị kéo lông ra nhá. Đó, thì không dùng nữa thì mình lại tháo ra, mình lắp cho em cái phần đấy vào. Đấy, các bác lại lắp cho em đây, ở đây nó sẽ có hai cái phần lưỡi như này để nó cắt cái lông mũi này. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Con này thì nó cũng không có gì là cầu kỳ cả. Đấy, các bác cứ lắp ra lắp vào này là xong. Đấy. Thì các bác cạo râu thì các bác lại lắp cái này vào cho em để mình cạo râu. Nó rất là tiện luôn. Nó rất tiện nhá. Thì con này thì các bác lên cho em là tăng đơ nhá. Đấy, lên cho em là tăng đơ A1. Đấy, tăng đơ A1 thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ba như này. Đấy, và để các bác dùng để mình cắt tóc, cạo râu rồi vệ sinh. Đấy, rất là ok luôn và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là tăng đơ A1. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò như này. Hàng của hãng nhá, niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho em là bộ đôi A1 nhá. Đấy, bộ đôi A1 này, bộ đôi A1 giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k cho một cái bộ đôi A1 như này. Đấy. Thì nó sẽ là 160.000 cho cái bộ đôi A1 như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tăng đơ và một máy cạo râu. Máy cạo râu này thì có tích hợp luôn cả tỉa lông mũi luôn. Đó, hàng rất chất lượng cho bác. Giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho cái bộ đôi như này. Đó, các bác có thể mua về để mình vừa cắt tóc, chấn viêm, vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi luôn. Đấy. Lên cho em là bộ đôi A1, giá của nó sẽ là 160k nhá, 160.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Có lên cho em là tăng đơ 9D. Tăng đơ 9D, con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi. 95k cho một con máy cạo râu như này. À, xin lỗi các bác, con này thì có lên cho em là máy cạo râu nhá. Đấy. Máy cạo râu 9D. Đấy. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu này, đó, máy cạo râu 9D. 9D nha, máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con máy cạo râu 9D như này. Đó. Giá của nó sẽ là 95.000. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con máy này. Đấy. Vâng. Vào uống nước chú. Cái đấy đợt này cháu không bán nữa rồi. Hết bài đấy à? Vâng. Đợt này có bán đâu. Từ đợt làm nhà xong là không bán nữa rồi. Dẹp nghề luôn à? Vâng. Thì cháu tập trung vào cho bán cái hàng này thôi. Chú vào uống nước.